chiều 23 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Rơ La, huyện Đắc Miêu, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc một chiếc xe con mất lái tông vào hàng loạt xe máy bên đường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 2, chiếc xe con lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng huyện Đắk Miêu đi huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Khi đến khu vực chợ 312, xã Đắc Rơ La thì bất ngờ mất lái lao sang bên phải đường. Theo camera an ninh của người dân ghi lại, chiếc xe con tông văng một chiếc xe máy đậu bên đường. Trên xe có một người đàn ông đang ngồi khiến người này bị thương nhẹ. Sau đó, xe con tiếp tục tông thẳng vào hai chiếc xe máy đang đậu bên đường mà chủ nhân đang đi chợ sát đó. Chưa dừng lại, chiếc xe con lao tới một chiếc xe máy của một người phụ nữ. Phát hiện vụ việc, người phụ nữ nhảy khỏi xe máy và thoát nạn trong tích tắc. Hậu quả, vụ tai nạn làm một người bị thương nhẹ, bốn chiếc xe máy bị hư hỏng. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ phương tiện để làm rõ vụ việc.